Xin chào tất cả các bạn mê xe, các bạn thích xe, các bạn thích đi phượt. Thì hôm nay là buổi chiều các bạn, chiều gió mát rồi. Thì mời các bạn uống ly cà phê đá chiều. Hiện ngày mình uống 2 ly các bạn, 2 cửa cà phê sáng và chiều. Cứ đều đều như mấy giờ như vậy. Mời các bạn nha. Thì trước hết thì mình cập nhật tình hình nha các bạn. Tình hình ở Sài Gòn thì đây là 29 các bạn, 29 tháng 9, ngày mai là 30 rồi, 30 tháng 9. Thì cái cột mốc 30 tháng 9 của năm 2021 này cũng rất là quan trọng các bạn, nó cũng giống như cái ngày 30 Tết vậy đó. Và bữa qua 1 tháng 10 thì cái ban phòng chống dịch có nới lỏng cái giãn cách xã hội ra, từng bước nới lỏng ra. Thì nói chung là chắc có lẽ là 1 tháng 10 là mình được ra đường, được đi lại, dù cho nó có hạn chế đi nữa thì mình cũng được đi lại các bạn, nó đỡ cái cúm giò. Thì trong quá trình mấy tháng nay mình ở nhà, thật sự thì thứ nhất về tinh thần rất là khủng hoảng, rất là lo. Tình hình dịch bệnh nó quá căng thẳng rồi, phần mình cứ quẩn quẩn ở chỗ mình ở, không có đi đâu được, cũng cảm thấy nó làm như nó bị cái bệnh tự kỷ luôn các bạn, tối ngày trong nhà không à. Thì buồn buồn á, mình có làm những cái clip để chia sẻ các bạn mà mê xe, thích xe, và buồn buồn ở nhà xem tham khảo chơi. Thì mình cũng có nói là các bạn nào mà cảm thấy thích thì có thể là xem để mình rút ra một cái kinh nghiệm khi mà mình sử dụng một chiếc xe. Thì xe mình là xe Winner thì mình chỉ chia sẻ về xe Winner thôi, tại vì mình không phải là chuyên về review xe, mà nay mình quay chiếc này, mai mình quay chiếc kia. Xe nào của mình đi thì thật sự là mình mới cảm nhận chính xác được. Vừa qua mình có làm cái clip các bạn, clip mà nói về nhớt mà phù hợp cho chiếc xe Winner Q1 á, thì có một số bạn, có bạn vô comment chửi quá lẻ luôn, đầu bính mình gãy giò đó các bạn. Cái bạn đó không biết là chắc cũng bạn trẻ à, chứ không, mình nghĩ chắc cũng chưa lớn tuổi đâu, rồi đòi là nói là mình làm clip lên là sẽ chửi, mỗi lần mình đăng clip lên là sẽ chửi. Thì những cái ý kiến mình thì nó có hơi trái chiều, thì mình cũng đã nói trước rồi, thì nếu mà không phù hợp, không thích thì có thể không xem. Còn những bạn nào mà buôn bán mà trên mạng mà bán những cái phụ tùng xe, hay là bán những cái nói gì xe đó, bán nhớt, bán gì đó thì phụ gia vậy đó, thì các bạn nếu mà bán, các bạn trung thực thì các bạn quảng cáo đúng sự thật thì các bạn cứ bán thôi, cái đó là cũng một cái nghề chánh đáng thôi, chứ cũng không có cái gì mà phải nói hết á. Nhưng mà những cái bạn mà không có trung thực á, thì không có trung thực thì thật ra nó không có bền vững được các bạn ơi. Thì các bạn thì dạng như là quảng cáo sai sự thật, để mà tuy rằng cái mặt hàng đó là một hàng thiệt chính hãng, mà các bạn quảng cáo sai sự thật để người tiêu dùng người ta hiểu nhầm á, thì các bạn nên xem xét lại thôi. Còn các bạn muốn đi theo con đường đó thì các bạn cứ làm thôi, mình có đâu có ý kiến, mình đâu có đá động gì tới các bạn đâu. Nhưng mà mình là người tiêu dùng thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến những cái người bạn, như là các bạn trẻ, thì để có cái thêm một cái kinh nghiệm để trong cái cách mà sử dụng xe thôi. Thì mình cũng là trung thực thôi, chứ mình cũng đâu có buôn bán tranh giành miếng ăn gì với ai đâu. Thì đó, do đó thì các bạn nên suy nghĩ lại. Thì cái chửi mình thì cũng không có quan trọng đâu các bạn. Thật ra thì những cái comment chửi mình cũng vẫn để y vậy, mình cũng không có xóa, mình cũng không có chặn, không có gì hết. Thì tự các bạn khác mà thấy thì các bạn lên tiếng giúp mình thôi. Thử các bạn suy nghĩ, các bạn xem lại cái những cái comment của mình có đúng hay là sai. Thì những cái bạn khác thì vô người ta cũng bức xúc, người ta nói là cũng phải là đứng về bên phía mình đó các bạn, thì mình cũng cảm ơn.
Rồi mình giật là nói là bây giờ cái chú đó chú làm một cái clip vậy thì thích thì xem, thích thì thôi, mắc gì mà ban kênh của chú. Thì ban cũng chả sao đâu các bạn ơi, mình làm YouTube mình chủ yếu là vui thôi, chứ cũng về kinh tế mà để mà lấy tiền YouTube thì thật ra là không biết đủ tiền nước không nữa, đừng nói tới tiền xăng. Thì vừa qua mình có cái clip mà nói cái thu nhập kênh YouTube mình đó, một tháng có 10 đô các bạn, làm để câu view làm gì. Nhưng mà ở đây là mình ghiền, thì cái nói là đam mê đó các bạn, thì mình thích mình làm thôi. Buồn những lúc mà ở thời gian giãn cách này nè, đâu có chuyện gì đâu làm, các bạn cứ quần tới quần lui rồi nấu cơm ăn uống cà phê rồi đi ngủ thôi. Phải nói rất là buồn đó. Thì hôm nay mình tiếp tục, buổi chiều mát trời mình sẽ có một cái clip mà gửi đến các bạn, thì cũng chủ yếu là gợi ý, gửi một cái thông điệp thôi. Thì khi các bạn mua một chiếc xe về, chiếc xe Winner, Accenter hay Raider, xe phân khối nhỏ về để mình đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch, thì đầu tiên mà mình về là mình có cái những bước là mình thêm bớt trong những cái chi tiết xe, kêu mình gọi là độ kiển á. Thì ở đây mình sẽ nói về cái phần độ kiển thôi chứ chưa nói tới cái phần độ máy. Thì các bạn trẻ mà chính mình cũng vậy nữa, mình cũng phải thêm bớt chút đỉnh chứ, cho nó có một cái cá tính riêng của chiếc xe của mình, đó là có một cái điều đương nhiên thôi. Đó. Cũng không có gì mà để gọi là không đúng hết, nhưng mà ngược lại nó có một cái số vấn đề mình nên thêm một cái gì cho nó hợp lý, cho nó đẹp mà nó đừng ảnh hưởng tới cái sự an toàn là ok. Hoặc là mình thêm những cái món đồ nào nó vừa đẹp mà nó vừa bảo vệ được chiếc xe mình mà đồng thời nó không gây ảnh hưởng, không gây hại cho chiếc xe mình thì ok. Một phần nữa mình sẽ nói về cái chi tiết mà linh kiện mà đi theo xe đó, là người ta hay gọi là đồ phụ tùng theo xe đó các bạn, thì nó cũng rất là quan trọng. Thì các bạn nên nhớ rằng từ hồi xưa tới bây giờ, từ cổ chí kim á, những chiếc xe cũ á, người ta khi mà mua xe cũ người ta rất quan trọng tới vấn đề mà phụ tùng theo xe đó. Tại sao các bạn? Tại vì cái phụ tùng mà đi theo xe đó thường thường nó bền, nó chất lượng hơn những cái phụ tùng thay thế. Chẳng hạn như các bạn đi cái phụ tùng nó bị hư hao mòn, các bạn thay thế những cái phụ tùng khác, cho dù cái phụ tùng đó là phụ tùng chính hãng đi nữa thì nó cũng không bằng cái phụ tùng theo xe nha các bạn. Đó là một cái nguyên tắc từ hồi xưa tới bây giờ, chứ không phải là từ cổ chí kim thôi, chứ không có nói là xưa hay là nay hay là. Tại vì các bạn hay nói là mình già lớn tuổi là cổ hủ, không có nắm bắt được cái mà phát triển của cái công nghệ. Có bạn nói là thời đại 4.0 thì cái công nghệ nó phát triển, thì những cái hãng nhớt nó đưa ra những cái công nghệ mới rồi thêm phụ gia này cơ là tốt rồi kia. Cái đó thì mình không thể nào mình chối cãi được các bạn, mình đâu có nói chê cái phụ gia hay là mình nói phụ gia là không tốt đâu, nhưng mà mình chỉ nói lên cái ý kiến là cái phụ gia nó không phải là cái thành phần chính của nhớt. Nhớt mới là phần chính. Thì những cái chai nhớt phụ gia cỡ nào, đắt tiền cỡ nào thì nó cũng có ghi một cái dòng chữ, các bạn xem kỹ ra đi. Thành phần chính là nhớt khoáng đó, rồi cộng thêm những cái phụ gia gì đó. Thì nếu mà không có cái nhớt khoáng thì không thể nào chạy được các bạn. Bây giờ nếu mà nhớt mà pha 50% phụ gia vô là chai nhớt nó không sử dụng được, bảo đảm các bạn luôn. Sử dụng được nhưng mà nó không có đủ bôi trơn, nó không có đủ chất nhờn. Bị cái thành phần chính bôi trơn của nhớt là cái chất nhờn. Rồi một cái nữa là các hãng người ta trong cái nói mà cái công nghệ mới, một cái phát triển về công nghệ này nọ các thứ, thì cái hãng Honda, nói riêng về cái hãng Honda, thì người ta đã nói là khuyến cáo mình xài nhớt 30 thì các bạn lại sử dụng nhớt 40, thì cái đó là các bạn mới là người đi ngược lại cái công nghệ chứ không phải tôi, không phải cái ông già cổ hủ này mà đi ngược cái công nghệ mà không theo được cái công nghệ. Nhà khuyến cáo người ta sản xuất ra cái theo cái công nghệ mới, theo cái thời đại mới, theo những dòng xe mới, khuyến cáo mình sử dụng nhớt 30. Thì mình ngược lại, mình đi ngược lại cái người sản xuất xe, cái người mà làm cái chiếc xe, mình đi sử dụng cái dòng nhớt 40 thì nó đi ngược, đúng không các bạn? Nó không đúng. Thì đó chính là các bạn đi ngược lại cái công nghệ. Ở đây thì mình chỉ nói vậy thôi.
Thì chứ thực ra thì cái nhớt nào cũng xài được các bạn. Còn có một bạn hỏi mình nữa là cái nhớt của hãng Yamaha có xài được xe Winner không, thì mình cũng trả lời luôn. Thì những cái thế hệ xe Honda sau này á, bất cứ loại xe nào, từ xe nhỏ đến xe lớn, từ xe mô tô đến xe ô tô đều sử dụng nhớt 30. Nhưng mà cái hãng Yamaha đó thì đa số nó sử dụng là nhớt 40. Thì do đó là sử dụng vẫn được, bình thường hãng nào cũng được, các bạn đã nhớt thì hãng nào sử dụng cũng được, trừ ra nhớt giả. Và cái nhớt 40 thì nó không phù hợp với nhớt 30 cho cái dòng xe Honda vậy thôi, chứ sử dụng vẫn được. Thì các bạn nên lưu ý vấn đề mà giữa cái đặc với cái lõn thôi, chứ còn nhớt nào sử dụng cũng được. Thì thôi bây giờ mình vô vấn đề chính các bạn, mình sẽ phân tích về cái vấn đề mà những cái phụ tùng đi theo xe, hoặc là xe các bạn đi mua về là cần nên gắn cái gì, cái gì nên gắn, cái gì không nên gắn, độ đẹp độ kiểng thì ok, chính mình cũng cũng có cái làm cho cái xe nó đẹp đó, thì cũng có độ nhưng mà độ nhẹ chút xíu thôi. Rồi ok, vô chi tiết các bạn. Thì đây là chiếc xe Winner quen thuộc của mình các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ có những cái chia sẻ về những cái phụ tùng theo xe. Thì các bạn biết rồi, hồi xưa là những cái người mà chạy xe đó, người ta rất là kỹ. Nếu mà chiếc xe còn zin đó, khi mà có làm lặt vặt cái gì đó các bạn, dù là tăng sên hay là bất cứ những cái con ốc con tán nào mà khi mở ra đó, người ta yêu cầu cái người thợ là phải bọc cái miếng ni lông vô cái đầu con tán á, để nó mở ra nó không bị chạy xước, nó giữ lại cái zin. Thì nói chung là những cái gì mà theo xe đó thì người ta rất là quan trọng, nói chung là như vậy. Thì đầu tiên á, các bạn mua xe về á, các bạn cái lên cái YouTube á, những cái trang mạng các bạn xem, thì các bạn thấy là đa số là nó chê chiếc Winner V1 cái thời đầu mà mới xuất xưởng á, chê quá lẻ luôn. Do đó các bạn yêu thích chiếc Winner thì các bạn mua về thì các bạn nghe chê các bạn cũng quản đó, các bạn quan tâm, các bạn cũng lo lặt đặt đi phích lỗi phích đồ tùm lum tùm la hết. Thì cái điều đó thì nó gây ra cái sự lãng phí thôi chứ không gì hết các bạn. Thì đầu tiên mình mua xe về đó thì các bạn thấy nó chê, nó chê là đủ thứ chuyện hết. Trước mắt của mình nói là cái vấn đề mà cái đuôi mà bập bọp thì mình cũng nói rồi, cái này là do cái độ rơ, để khi mà xe nó chạy nó có cái độ rung á, lực ứng suất dư nó sẽ thoát ra chỗ này, cái các bạn khuất đi dán keo bắt ốc tùm lum tùm la hết, chạy thời gian cái nó nứt, đó là một cái tai hại. Còn thí dụ các bạn mua xe về các bạn độ kiểng á, thì các bạn mua những cái con ốc mà ốc 7 màu, ốc titan rồi các bạn gắn vô, hay những cái cùm rồi đó cho nó đẹp, thì nói chung ai cũng muốn đẹp hết các bạn. Thì ý thích mình đó thì mình cứ làm thôi, hoặc là gắn thêm những cái chống đổ rồi đó, thì cái điều đó thì ok hết, mình không có ý kiến. Thì các bạn thích thì các bạn cứ làm cho cái xe mình nó có thể hiện lên một cái cá tính, nó nổi bật lên rất là ok. Thì mình thấy cái điều đó thì đúng hoàn toàn. Nhưng mà có một cái là cái kính chiếu hậu nè, thì bất cứ một chiếc xe nào mô tô ô tô gì nó phải có cái kính chiếu hậu, để khi mà mình lưu thông á, mình nhìn vô kính chiếu hậu mình quan sát được phía sau là cái tình hình giao thông phía sau nó như thế nào, là xe cộ phía sau nó lưu thông là nó có nguy hiểm cho mình hay không. Và quan trọng nhất là khi mình rẽ trái rẽ phải, mình nhìn vô kính chiếu hậu, đồng thời mình mở cái đèn xi nhan mình xin đường, hoặc là khi mà mình từ trong cái lên trong mình ra lên ngoài chạy trên những cái cung đường trường, thì mình muốn ra cái lên ngoài thì mình địa sơ qua cái kính chiếu hậu này, thì mình sẽ thấy được cái tình hình giao thông phía sau, là những chiếc xe ô tô xe du lịch nhỏ đó nó chạy lên tốc độ rất là cao, nó qua mặt mình mà nó rất là im, mình không thể nào mình nghe được tiếng máy của nó. Hoặc là chính những chiếc xe khách giường nằm đó, các bạn, nó rất là nguy hiểm đó. Thì các bạn đang chạy cái lên trong, các bạn ra lên ngoài mà các bạn không quan sát, thì trên báo đài nó hay nói mình là thiếu quan sát đó, thì ăn sao nó lướt lên thì các bạn ra bất tử quá, nó né không kịp, nó quất bạn cái đầm xong phim. Thì cái kính chiếu hậu này là nó cứu mình đó các bạn, nó rất là quan trọng. Thì các bạn nếu mà có thay chê cái kính này thay, thì cũng nên thay những cái cặp kính mà tương đối nó có cái mặt tiếp xúc, là cái kính nó hơi nó không quá nhỏ đó các bạn, có thể mình còn quan sát được đó. Chứ các bạn gắn cái kính cái chút xíu chỗ này nè, có đâu có nhìn được gì đâu, phải không?
gắn cho có đối phó với giao thông thôi. Đó thì độ những cái kiến đẹp nhưng mà nó còn vẫn đủ cái quan sát đó thì ok. Đó thì mình nhắc nhở các bạn chỗ đó. Rồi một cái nữa. Các bạn mua xe về các bạn coi mạng nó nói cái cách nước này á, là khi mình chạy á, đá ở dưới nó văng lên nó lủng nó móp nó hư, cái mình đi mua cái miếng bảo vệ mình gắn vô để bảo vệ cách nước này. Thì cái cách nước này mình cũng nói nhiều các bạn, là nó nhiệm vụ nó là nó nhờ cái gió nó giải nhiệt cho cái nước này, nước này nó để giải nhiệt cho cái buồng đốt cái nồng xi lan của mình, nó rất là quan trọng luôn. Thì người thiết kế người ta để chống về để cho nó tiếp xúc được cái lượng gió này nó giải nhiệt nhanh nhất. Thì các bạn nên gắn cái đó vô thì mình thấy có những cái miếng thì cái lỗ nó hơi lớn, có những cái miếng thì nó bít chịch à, thậm chí nó còn được chừng 40-60% thôi hoặc là 50% thôi, đường gió nó cản hết trơn rồi, người ta bè ra đây nó đâu có vô đây được, rồi làm cho cái kết nước của bạn nó không giải nhiệt tốt thì vẫn chạy được đó. Nhưng mà khi các bạn đi xa đi đường trường đó, thì nó không có đủ gió để nó giải nhiệt thì cái máy lúc nào nó trong cái tình trạng hoạt động rất là nóng, nó ảnh hưởng, nó có thể là nóng quá rồi xảy ra lốp bê luôn. Đó thì cái phần mà gắn cái miếng bảo vệ kết nước thì mình chạy bao nhiêu năm rồi các bạn thấy đi nhau cung đường này không thể nào mà đá nó văng vô được các bạn ơi, dưới này mà sao nó văng lên tới đây được. Còn ở ngoài xe tải mà nó chạy những cái lâu lâu nó có một hơi viên đá nó tạt nó bắn vô thì nó ở đây nó cản nó che ra rồi nè, theo mình thấy là không thể nào mà nó hư được. Hoặc là nếu mà lỡ nó có móp một hai chỗ vẫn không sao, nó móp một hai điểm nè. Những cái điểm này các bạn thấy là mình mua xe là nó đã có nè, không sao hết. Hoặc là nó có hư thì các bạn thay cái kết nước khác nó cũng rẻ tiền hơn mà các bạn trẻ cái máy ra gã cái máy ra làm lại nữa đó. Thì cái đó cũng là một cái lưu ý các bạn. Rồi thêm cái nữa là mình cũng có gắn cái đèn trợ sáng nè, nhưng mà các bạn nên hạn chế mở đèn trợ sáng. Các bạn gắn vô cái các bạn mở lên cái là cái người đối diện, người mà xe ngược chiều của mình nó không thấy đường, rồi có thể là xảy ra tai nạn mà ảnh hưởng tới mình luôn nữa, nó không có né mình được, nó đâm ngay vô mình thì cũng tiêu. Thì những cái cung đường nào mà không đủ sáng, không đủ quan sát thì mình nên mở, hoặc là khi những cái xe gặp xe ngược chiều mình nên tắt. Đó thì lưu ý cái đèn trợ sáng này mình đừng có lạm dụng quá, tại vì người ta sản xuất ra là cái đèn của người ta đủ ánh sáng rồi chứ không có sáng quá để chói mắt. Đó thì những cái lưu ý sơ cho các bạn như vậy. Rồi các bạn một số mình thấy là gắn thêm một cái chống bùng chỗ này, chỗ này là cái cuộc mono của mình nè. Theo mình nhận xét á, thì người ta sản xuất ra thì các bạn ở đây thì nó đâu có lòi cái cuộc ở đâu, mình thấy là nó không có lò ra gì hết á. Thì ở đây nó che cái dòng lò xo nó còn ở chút xíu ở chỗ này nè, nó còn chút xíu chỗ này thôi. Thì cái chỗ này là một cái tiếp xúc, ở đây thì nó có hai con tán để nó siết lại cho nó có cái độ trơn nè, nó không có chết nè. Thì khi mà chạy á, thì nó bắn lên đây thì nó che chỗ này rồi, thì nó dính vô chỗ này thì chấp nhận thôi, mình che lại thì cũng che được có chút xíu chỗ này thôi chứ nó đâu có che hết cái chỗ này được các bạn. Nhưng mà mình gắn vô thì sau này các bạn rửa xe thì nó vướng cái miếng đó, mình rửa nó không sạch, mà hoặc là mình rửa sạch thì nó cũng khó. Do đó thì theo mình thì cũng đừng nên gắn. Mình để trần trụi nè, mình đi xe mình đi biển rất là nhiều, các bạn thấy không, nó đâu có hư gì đâu, giờ xịt cái là sạch chân à. Tại vì đi biển nhiều quá thì mình cũng nói các bạn rồi là xe mình nó có một hai điểm nó hơi bị han rỉ thì cái chuyện đó là bình thường thôi, nó không có sao hết. Đi 10 năm 20 năm nó vẫn không có thể nào mà một cái sườn mà nó gãy cái sườn được. Rồi một số bạn là gắn thêm một cái dè chắn bùn chỗ này nữa, thì nó có cái bát nó bắt vô cái chỗ này nè các bạn. Thì cái con tán này nó tiếp xúc trực tiếp với cái gấp, nó im
thì các bạn gắn cái bát đó vô thì nó không im nữa, nó xảy ra là cái tình trạng nó không có ổn định được. Thì các bạn chạy mà lỡ cái gì nó cuốn vô cái dạng cuốn lên đây thì cũng xảy ra nguy hiểm. Thì các bạn chạy đường thành phố hay là đường các bạn chạy trung bình đó thì không sao, nhưng mà các bạn đi du lịch thuộc hay là những cái cung đường nó khó đó thì có thể là nó gãy hay là nó sụt xịt cái này, nó bung, nó làm lệch cái cốt với cái sợi sên mình, nó cũng không có tốt. Thì cũng đừng nên gắn các bạn, mà mình thấy gắn cái đó thì nó không có đẹp, theo mình thì thấy không có đẹp. Như cái ba ga này là tiện dụng mình gắn nè, thì nhìn thấy nó cũng không có đẹp, nhưng mà nhìn cái xe nó cứng. Với cái phần tiện dụng các bạn, mình đi đồ đi phượt, mình chở đồ du lịch rồi theo đó, thì cái tiện dụng thì mình cứ làm, thấy không? Cái nào tiện dụng như cái ba ga này các bạn thấy, thì nếu mà nhiều bạn nói là xe của ông già gắn cái gì mà thấy gớm, ngược lại là mình gắn như cái thùng GV á, mình chở quần áo một bên một thùng, là hai vợ chồng mình đi là hai thùng, cái thùng trên là đựng đồ lặt vặt là ok, thùng giữa là đựng cà phê điện thoại đồ cũng ok luôn. Thì các cái này là các bạn thích thì cứ gắn. Thì riêng về cái niềng này các bạn, cái vành nè, thì cái vành đỏ này là mình dán nè, tại vì nó đen hết nguyên cái dàn chân, nó đang thù lùi, mình dán một cái viền đỏ này lên cho nó nổi bật cái xe mình lên, nó nổi cái dàn chân lên. Đồng thời mình cũng có lấy cái bút xóa mình vẽ chơi vô mấy cái chữ mà thông số lớp nè, các bạn nhìn thấy này, nó sáng cái dàn chân. Cái này nó không có đáng tiền gì hết, chỉ cái công mình làm thôi đó. Thì dán cái này thì nó cũng không bao nhiêu tiền, thì các bạn thích dán thì dán. Thì do đó mình nói là những cái gì mà mình không ảnh hưởng tới sự an toàn của xe, và đồng thời nó không có làm hại tới cái xe thì mình nên làm. Những cái gì mà mình làm đẹp độ kiển á thì làm, còn những cái gì mà ảnh hưởng á thì không nên làm. Đó là cái phần mà gắn phim, những cái chi tiết trên xe thì cái nào nên gắn, cái nào không nên. Rồi qua cái phần mà tới cái đầu phụ tùng của các bạn, thì các bạn mua chiếc xe về cái thời đại kỳ đầu á, nó chơi cái hàng lớp này là giỏm, hàng sên này giỏm, đầu điểu. Thì các bạn về, các bạn chưa có chạy được bao nhiêu km á, các bạn đem thay, đem thay cái dục cái lớp này. Bị gì thay mình không có để dành lớp, mà để 3-4 năm á thì nó cũng bị lão quá. Rồi mình thay ra là coi như mình bỏ luôn rồi, các bạn không có thay trở lại. Mặc dù các bạn tiếc, các bạn đem về nhà đi nữa, nó cũng không có, sau này cũng không có gắn lại. Thì để mình nói cái lớp này á, thì bất cứ một cái chi tiết phụ tùng trong xe á, thì không thể nào một cái hãng nó làm ra được hết. Nó phải liên kết, nó phải là hợp đồng với những cái hãng khác là hãng thứ ba đó, chẳng hạn như phuộc hay là lớp hay là những cái gì đó, nó cũng phải là liên kết với các hãng khác, rất là nhiều hãng mới kết hợp lại rồi nó làm ra được chiếc xe. Thì cái lớp này thì hãng Honda nó cũng không phải là nó tự nó làm ra đâu. Thì cái lớp này là lớp C này các bạn, của cái hãng đó, đó. Thì nó đặt hàng cho riêng chiếc Winner này á, mình thấy nó rất là bền. Rồi vừa rồi mình đi là 26.000 km mình mới thay để mình đi Tây Bắc á, nó vẫn chưa mòn. Thì bữa nay xe mình thay lúc mà 26.000 cây, bữa nay là xe mình là 36.000, là cái lớp này mình đã chạy 10.000 km nè. Cái gai gió nó vẫn còn nè các bạn. Giờ những cái mắt mà nó, các bạn thấy nè, những cái lớp này nó có cái mắt này nè các bạn, cái lợi á, cái gờ đó, khi mà cái gai này mà nó mòn tới đụng cái đó, thì nhà sản xuất là nói mình nên thay. Thì các bạn thấy nó còn nguyên nè, nó gì cui nè, biết chừng nào nó mòn tới đó, đã 10.000 cây rồi đó. Các bạn chạy 20.000 cây mới thay, mà một cái vỏ xe, một cái lớp xe mà các bạn đi trên 20.000 cây là phải nói là vô địch rồi. Thường đa số những chiếc quay, chiếc phin chờ đó, mình chạy khoảng 15.000 cây là nó mòn lẳng rồi các bạn. Cũng của hãng Honda luôn đó, là nó mòn rồi. Mà riêng về chiếc Winner này mình chạy 26.000 cây, cái này là chạy 10.000 cây, nó vẫn là tốt. Thì các bạn nói là cái lớp này nó không có bám đường, nó trơn trợt khi vô cua. Thì tại vì mình vô cua mà cái xe mình xe phổ thông mà đâu phải cái xe chuyên để mà đua, để mà ôm cua đâu, thì đương nhiên nó cái độ bám đường nó đâu có tốt được, nó đâu có thăng bằng được. Thì các bạn chạy chậm lại chút xíu, hoặc là các bạn kỹ thuật quen thì các bạn có thể chạy nhanh một chút xíu,
thì cái đảm bảo an toàn cho mình. Còn nói về cái đường trường mà đường mưa, đường trơn trượt á, là mình chạy mà cảm thấy nó không có trơn, nó không có trơn các bạn. Thì các bạn là đem bỏ nó thì mình thấy phí, phải lãng phí quá. Hết một cặp rồi hết cũng phải gần 2 triệu bạc, cũng khoảng 2 triệu bạc đó các bạn. Rồi tới sợi sên cũng vậy nữa, các bạn nói là sên này điểu mau giãn đó, thì sên này mình đi cũng 10.000 cây nè. Cái sên viên mình đi lúc 26.000 cây đó mình mới thay mà vẫn còn chạy được. Thì trung bình một chiếc xe sợi sên mà xe phổ thông á, xe tay ga rồi đó, xe quay, xe rim rồi đó, xe thì trung bình của nó tuổi thọ nó là khoảng 15.000 cây. Như xe tay ga thì nó dây co ro thì nó cũng khoảng 15.000 cây là nó sẽ thay thế, nó sẽ hư. Mà mình chạy 26.000 cây các bạn thấy nó gần gấp đôi, nếu mà chạy 30.000 vẫn được đó thì nó rất là bền. Còn cái độ giãn thì mình không có nói, tại vì xe sên mới hay là các bạn không biết sử dụng, các bạn tăng sên nó căng quá thì nó mau giãn vậy thôi. Mà sên nó phải giãn như vậy các bạn, do nó phải có cái độ mềm, chứ nó làm cứng quá nó không giãn á thì nó cũng gây ra, có thể là khi mình chạy tốc độ cao mà sên mình bị lệch, có thể là nó đứt sên. Còn sên mềm thì nó không bao giờ nó đứt đó. Nó có nhiều vấn đề đó lắm mà tại các bạn không tìm hiểu sâu, các bạn chỉ nghe chơi là các bạn có lật đặt các thay, thì thay lớp bỏ nè, thay sên nè. Ví dụ các bạn thích cái sên đi đi á, thì cái nó có cái mắt sên màu vàng á, đẹp á, thì các bạn thay. Nếu mà các bạn có tiền thì ok. Còn nếu mà các bạn chê sên dởm để thay sên xịn vô á, sợ sên xịn dởm bộ nó cũng khoảng 700-800 ngàn, thì nó lại lãng phí, là thấy hết gần 3 triệu rồi. Thì gần 3 triệu đó các bạn có thể là mua những cái dàn ốc titan hay những cái gì đó đẹp các bạn gắn vô, hoặc là cái tiền đó các bạn dành để bảo dưỡng xe thì nó hay hơn cái mà các bạn tháo bỏ. Ví dụ các bạn chê đi thì các bạn chạy cho nó hư đi, cho nó mòn hết cái lớp đi thì các bạn bỏ cũng được. Chứ mới mua xe về các bạn tháo ra các bạn bỏ rồi thì nó không có hợp lý. Đó thì mình cũng buổi chiều các bạn, xe thì nó cũng còn quá đẹp nè. Thấy là ghiền muốn đi rồi các bạn. Qua một tay này là đi á. Thì sau cái clip tới đây cũng dài rồi, mình cũng nói ngắn gọn thôi. Thì những cái chi tiết nào mình còn quên á thì sau này mình sẽ bổ sung. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo.